Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô Lê hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa của khoa học tự nhiên 7, bài 6, giới thiệu về liên kết hóa học. Câu hỏi sách giáo khoa trang 36. Quan sát hình 6.1 và so sánh số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố He, Helium, Ne là neon và Ar là argon. Thì cấu hình E lớp ngoài cùng của ne ống và argon, chúng ta đếm số E đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đối với argon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, đào ra điên được 8 E. Còn đối với heli, chỉ có hai, có một lớp E và lớp E đó đặt có 2 electron đã được điên đây. Vậy cái số electron ở cái lớp ngoài cùng của ba cái nguyên tố này có đặc điểm là chứa đủ số e rồi đó. Câu hỏi sách giáo khoa trang 37, quan sát hình 6.2 và so sánh số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử Na, Cl với ion Na cộng, Cl trừ, Na cộng ở đấy, Cl trừ. Chúng ta sẽ đến với số e. Đối với nguyên tử Na, số e lớp ngoài cùng là có 1. Còn khi nó hình thành Na cộng thì Na có 3 lớp, còn Na cộng nó chỉ có 2 lớp. Vậy số e lớp ngoài cùng của Na cộng chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Còn đối với nguyên tử cơ lo, số e ở lớp ngoài cùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và khi trở thành ion Cl trừ thì số e lớp ngoài cùng của nó là 8. Câu hỏi số 2, cho sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử magnesium oxit như sau. Magie nó sẽ là nhương, nó mũi tên như thế này thì có nghĩa là nhương electron và nó nhương 2 e. Thì sau khi nhương e, từ nguyên tử Mg có số lớp E là bằng 3 mà trở thành ion Mg 2 cộng có số lớp E là 2 và số E lớp ngoài cùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy nguyên tử magie Mg đã nhường đi 2 electron ở lớp ngoài cùng. Câu hỏi sách giáo khoa trang 38, quan sát hình 6.4 và 6.5. Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử H và O trước và sau khi tạo thành liên kết. Thì trước khi tạo thành liên kết thì số electron của H là bằng 1 và của O có 6 e lớp ngoài cùng này bằng 6. Và sau khi mà tạo thành liên kết thì H có số e là bằng 2 vì đây cặp e dung chúng. Và oxy có số e ở lớp ngoài cùng 1, 2, 3, 4. Và cái 4 e này bây giờ nó trúng, 4 cộng 4 là 8. Và giống với cấu hình của khí hiếm neon, còn H sau khi liên kết thì giống với cấu hình của khí hiếm heli. Và mô tả sự hình thành liên kết cộng hòa trì trong phân tử khí chlorine và khí nitrogen. Thì mỗi nguyên tử trong phân tử khí phân tử Cl2 thì mỗi nguyên tử cơ lo có 7 e ở lớp ngoài cùng. Thì mỗi nguyên tử cơ lo sẽ góp một e ở lớp ngoài cùng để tạo thành một cặp e chúng. Và như vậy, mỗi nguyên tử cơ lo đều có 8 e ở lớp ngoài cùng, giống cấu hình e của khí hiếm. À không. Còn sự tạo thành phân tử N2, thì mỗi nguyên tử có 5 e ở lớp ngoài cùng. Các em chú ý là cái sự tạo thành liên kết này là số e lớp ngoài cùng. Và mỗi nguyên tử nitơ sẽ góp 3 e để tạo thành 3 cặp e chúng. Và mỗi nguyên tử đều có 8 e ở lớp ngoài cùng, giống cấu hình của khí hiếm neon. Vậy ví dụ cô mô tả đối với cơ lo thì bây giờ cô biểu thị 3 lớp 17. Lớp thứ nhất có 2 e. Về nó chưa được tròn lắm. Chúng ta có thể biểu thị bằng cái sơ đồ như thế này.
Thì nguyên tử cơ ló ở đây có chỉ biểu thị số lớp ngoài cung á, có dương mấy bài này. Và mà thôi chúng ta ghi về cái hình nữa chưa được được đẹp lắm. Cô về đi tới nhá, dương bài. Bài lượt thứ nhất có hai é. Lớp thứ hai con lại 5 é. 1 2 3 5. Nguyên tử nitơ thứ hai cũng như vậy. Thì mỗi nguyên tử sẽ góp ra 3 e. Sau khi liên kết thì dính bài ở trong này. Về cái màu cho nó khác. Đấy, hơi xấu á. Vậy sau khi xin lời nhé, có vẻ gần này ông thứ ba này nó phải đánh xem ở đây chúng nó có bốn né, mỗi cây có ba, 1 2 3. Nguyên tử thứ hai cũng đưa ra ba e, và mỗi nguyên tử còn lại là hai. Đó, sau khi liên kết ta mô tả như vậy. Từng trứng nha các bạn nhé. Bài ấy đó. Nhớ rằng khi tham gia vào liên kết thì chỉ có những é ở lớp ngoài cùng thôi. Câu hỏi sách giáo khoa trang 39. Quan sát hình 6.6 và cho biết khi nguyên tử O liên kết với hai nguyên tử H theo cách là dùng chúng electron thì lớp vỏ nguyên tử của nguyên tử oxygen giống với lớp vỏ của nguyên tố khí hiếm nào. Thì chúng ta sẽ sau khi liên kết và chúng ta sẽ đếm. Bây giờ oxygen là có 1 2 3 4. Bên này có 2 nữa là 6 và đây 2 nữa là 8. Vậy nó sẽ có 8 é ở lớp vỏ dòng khí hiếm neon. Hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trì trong phân tử carbon dioxide và ammonia. Thì sự hình thành liên kết trong phân tử carbon dioxide là mỗi nguyên tử carbon có bốn é lớp ngoài cùng, nguyên tử oxy thì mỗi nguyên tử có hai é lớp ngoài cùng. Vì vậy, khi hình thành liên kết thì nguyên tử carbon nằm giữa hai nguyên tử O góp 4 é ở lớp ngoài cùng của nó với hai nguyên tử O. Còn mỗi nguyên tử O sẽ góp 2 é ngoài cùng của nó với nguyên tử C. Vậy có 4 cặp é chung giữa nguyên tử C và với hai nguyên tử O. Còn nguyên tử C và nguyên tử O sau khi liên kết đều có 8 é ở lớp ngoài cùng giống cấu hình của khí hiếm. Thì cô có thể mô tả một cách nó đơn giản như sau. Đó là chỉ biểu thị số é ngoài cùng thì carbon có 4 é lớp ngoài cùng thì đưa ra cả 4, 1, 2 và chia đều cho hai nguyên tử. Còn nguyên tử oxy, nguyên tử oxy có 8 é nhưng mà chỉ có 6 é ở lớp ngoài cùng. Vậy khi đi liên kết thì oxy thứ nhất cũng đưa ra 2 é. Oxy thứ hai này cũng đưa ra 2 é và nó còn lại 4 é. Carbon ở giữa và oxy hai bên. Còn đối với sự hình thành phân tử khí NH3 thì mỗi nguyên tử N có 5 é ở lớp ngoài cùng.
Ta nói con thiếu thì hai nơ này, nơ H3, nơ ở giữa và H ở xung quanh. Mỗi nguyên tử nơ, mỗi nguyên tử H thì đưa ra một é. Con nơ có 5 é thì nơ đưa ra 3, chia đều cho 3 nguyên tử. Vậy nơ con này 2. Vậy sau khi liên kết thì nguyên tử H sẽ có cấu hình giống khí hiểm heli, còn nguyên tử nơ có cấu hình giống khí hiểm neon. Và cô đã hướng dẫn các em xong các cái bài tập của sách giáo khoa. Hẹn gặp lại các em ở bài tập tiếp theo. Chào các em.